hồ này được gọi là biển hồ Pleiku. Những đôi yêu nhau ra đây, trời ơi, ngồi trên xe ngắm cảnh, trời ơi, lãng mạn dữ lắm. Đây, đủ ai thấy được tôi. Trời ơi, cái loại chè này tính là nó cũng cao chứ ha. Nhìn nó thấp thấp chứ vô tới đây là nó cũng lên tới cổ rồi. Mắt Pleiku biển hồ đây là ở đây nè. phía dưới kia đây là con đường mà trải dài đi xuống cái biển hồ. Thì Huy cũng lần đầu tiên tới đây cho nên cũng nôn nóng không biết ở đây là như thế nào, nhưng mà nhìn ở bên này, ở bên này là một cái đồi thông rất là cao lắm luôn. Và ở đây khi mình tới đây thì mình còn ngửi được cái mùi thông luôn. Cái mùi nó rất là thơm, mà kiểu mà thơm thoảng qua rất là nhẹ nhàng. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng với lại Phạm Huy, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trải nghiệm trong chương trình Đi Đu Đi Đâu tại biển hồ này. Đi. Đây chính là một cái hồ lớn nhất tỉnh Gia Lai thuộc thành phố Pleiku. Hồ này được gọi là biển hồ Pleiku. Đó, thấy chưa? Hồ này rất là rộng và nước ở đây thì rất là xanh. Xung quanh toàn là cây xanh không à. Biết tại sao nó xanh vậy không? Là bởi vì xung quanh đây không có một cái nhà máy nào cả. Bởi vì nước ở cái hồ này sẽ được cung cấp cho cả cái thành phố Pleiku dùng luôn. Cho nên là nước ở đây rất là xanh. Nếu như ai mà tìm được một cái nhà máy nào xung quanh đây thì cứ nói với Huy. Thiệt, nói tôi thưởng trần tỷ hai. Giỡn thôi, chứ thiệt ra là đó là cái thông tin mà Phạm Huy muốn gửi tới tất cả mọi người đó. Rồi hồi nãy trên đường mà Phạm Huy vô đây đó, là Phạm Huy có thấy là người ta tới đây là nhà mục đích rất là nhiều, tập thể dục đó, rồi dắt con cháu vô đây chơi là ngắm cảnh nè, rồi các có bạn thì vô đây học bài, rồi có người thì vô đây là các bạn trẻ thì vô đây là giống như là chụp hình check in sống ảo. Và đặc biệt ở đây là có một cái pho tượng Phật rất là lớn, có thể vô thắp nhang rồi cũng được nữa luôn á. Và bây giờ xin mời tất cả các em học sinh hãy đến với tiết học địa lý của thầy
Phạm Huy. Đây, trên cái con đường này đó chính là cái đập đó. Cái đập này là bên đây là biển hồ nè, bên đây là cái khu dân cư. Khi nào chúng ta mà cần nước đó thì cần nước tưới tiêu đó, những vùng phụ cận thì chúng ta sẽ xả cái đập cho nước nó tràn qua để mà dùng, còn không dùng thì chúng ta đóng lại đừng có xả. Đây, đây là cái đập. Chiều chiều thì chúng ta có thể bắt gặp được những hình ảnh giống như là người ta ra đây câu cá, rồi thậm chí là chơi đùa, rồi ăn uống, rồi ngắm cảnh ngoài đây. Những đôi yêu nhau ra đây, trời ơi, ngồi trên xe ngắm cảnh, trời ơi, lãng mạn dữ lắm. Kia, đằng xa xa có một cái bảng là cấm tắm. Lý do tại sao thì tôi không biết, chắc nghĩ là đây là cái này nó hơi sâu quá, tôi nghĩ là vậy, chứ cũng không biết rõ nữa. Nhưng mà bây giờ thì mọi người có thể đi ra giữa cái đập. Đây. Đây, đây là cái đập. Đó, từ trên cái đập này các bạn nhìn xuống phía bên này thì các bạn có thể thấy được, trời ơi, quang cảnh của một cái vùng đất Gia Lai toàn là cây cà phê nè. Ý, đằng xa 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 bên kia có hoa hoa đào nữa. Ừ, đó đó đó, thấy không, màu hồng hồng kìa. Chiều chiều quá ra đây ngồi là hợp lý rồi, trời mát nè, thấy không, nhìn cảnh cũng đẹp rồi, nước cũng mát nữa, rồi cầm bánh kẹo rồi ra đây ăn uống đó, trời ơi. Nhưng mà ăn xong nhớ dọn nha, đừng xả rác ở đây dơ. Nước ở đây thì nó cũng ở giữa hồ thì nó xanh, còn ở trong này giống như là nó bùn đất nhiều quá cho nên nó cũng không có được xanh cho lắm. Thôi chúng ta đi lên trên. Chưa có hết đâu, còn nhiều địa điểm đẹp dữ lắm. Đây nè, con đường này đó, chúng ta có thể mon men trải dài theo con đường này, chúng ta sẽ tới được con đường Hàn Quốc. Tại sao nó tên là con đường Hàn Quốc? Bởi vì nó đẹp và tất cả các bạn trẻ ví nó giống như là Hàn Quốc, cho nên là bây giờ Phạm Huy rất là nôn nóng để được đi tới con đường Hàn Quốc đó, xem nó đẹp cỡ nào, tại vì cũng chưa có đi qua Hàn Quốc bao giờ hết đó. Đi. Đi thôi. Đây chính là con đường Hàn Quốc đó, mọi người thấy chưa? Wow, nó rất là đẹp, thiệt sự là nó đúng gọi là con đường Hàn Quốc luôn á. Tại vì hai bên đó là dãy những cây thông trăm tuổi, trời ơi, ôm một vòng tay cũng không hết. Thiệt, không tin ôm thử cho coi nè, đây nè, coi nè, ôm nè, thấy chưa? Không hết, giờ đó thấy chưa? Thiệt ra là cái đường này nó chỉ dài trong vòng tầm 1 km thôi, nhưng mà nó rất là đẹp. Và ở đây thì các bạn có thể tới đây là vừa chụp hình, đặc biệt chụp hình cưới, trời ơi nó đẹp dữ lắm, thiệt. Con đường Hàn Quốc này băng qua cánh đồng chè, trò xem nó cánh đồng lúa rồi. Ủa mà hình như là cũng có lúa luôn đó. Bên phía bên này là cái gốc tan của ta gì đó. Nói chung là thấy cái đồi chè. Đây là cái đồi chè. Đây. Đúng rồi, thấy được tôi. Cái cây chè này nó lâu năm dữ lắm rồi. Mà người ta nói á, chè mà càng lâu năm thì cái mùi nó sẽ càng thơm. Đó, ví dụ này bây giờ mình ngắt thử một chiếc lá nè. Không bình thường. Lá chè tươi nó bình thường, nó không có mùi. Nhưng mà khi mà làm đó thì nó sẽ thơm. Và đồi chè Gia Lai này nó cũng là một đồi chè rất là nổi tiếng. Ngoài cái vị ngon ở đây ra thì các bạn có thể tạo dáng. Trời ơi, cái đồi chè này tính ra nó cũng cao chứ ha. Nhìn nó thấp thấp chứ vô tới đây là nó cũng lên tới cổ rồi. Đó, thêm một thông tin, thêm một địa điểm thú vị nữa dành cho mọi người có thể check in, chụp hình, sống ảo rồi tham quan, khám phá. Còn bây giờ, đi tiếp thôi, follow me.
bên phía kia là cái đầu biển hồ, và nó dài ra ngoài đây, nó rất là rộng, rất là to, là phía sau của biển hồ. Và giữa cái biển hồ thì có một cái đảo đó, phía bên kia là cái đảo, thì cái cầu treo này nó bắt ngang qua để đi qua cái đảo bên đó. Nhưng mà cái cầu treo này thì chắc là nó cũng xây khá là lâu rồi, cho nên là nó hơi cũ kỹ một chút xíu, thậm chí là nó có luôn cái biển là cầu yếu, cẩn thận đó. Và đây, yếu thì yếu nhưng mà không sao, miễn là chụp hình set in đẹp là được. Nói chung là tôi thích vậy đó. Đây, mọi người có thể ra ngoài đây, chúng ta sẽ cùng tìm những cái điểm nào có thể đứng tạo dáng chụp hình được nè. Đây, trời ơi, quá trời mắt mèo luôn. Mắt mèo này lên cái là ngứa là gãi như khỉ vậy đó. Và bây giờ còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ phong lây dài dáng. Ngoài cái cầu này, chúng ta có thể check in sống ảo thì xung quanh ở đây, gọn gọn ở đây thôi, rất là nhiều địa điểm. Địa điểm nào cũng đẹp hết trơn á. Bây giờ cùng theo chân của Phạm My, chúng ta sẽ cùng đến với địa điểm tiếp theo. Follow me.